Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Thì ở cái video ngày hôm nay mình lại lên cho mọi người một số con chim hút mật cắm hạt. Ở trong đó ngày hôm nay có rất là nhiều chim non nha mọi người. Thì mọi người vào xem coi ưng con nào thì nhắn tin qua Zalo mình bắt cho nha. Đầu tiên thì mình cũng muốn gửi lời đến một số bạn vào chửi. Thì mình có một số điều muốn nhắn lại như sau. Thì cái YouTube này nó cũng giống như là cái chợ thôi. Đấy, mình cũng là một người bán đồ ngoài chợ này thôi mọi người. Thì mọi người, như mọi người đi chợ thì chỗ nào mọi người không ưng thì đi lướt qua thôi. Không chứ vào chửi làm gì, mất thời gian của nhau không có giải quyết được cái gì cả. Cái chim ấy thì mọi người biết là, ví dụ mọi người đi mua cá này. Cá thì cá nuôi thì nó rẻ hơn là cá đồng. Đấy. Rồi ắt đi, ắt nuôi thì nó cũng rẻ hơn ắt đồng. Đấy, thành ra chim ấy, bẫy lục thì nó sẽ mắc hơn chim bẫy keo. Con chim của mình ấy, mọi người không bao giờ thấy ở trên cái người nó có một vết keo nào cả. Đấy, cũng như là lông lá nó còn nguyên. Cũng như là cái cắt vào cám của mình khiến cho con chim khi mà ăn cám xong, con chim nó không bị suy và lông của nó bó sát người. Thì như vậy thì cái khả năng của nó là 90%, có khi 95% luôn. Chứ không phải là con nào ăn cám hạt nó cũng như nhau. Ăn cám hạt ép và ăn cám hạt nương nó khác nhau mọi người nha. Ăn cám hạt nương ấy thì vào thì con chim cái tình trạng sức khỏe của nó vẫn tốt. Đấy, lông ôm bó sát người và rất là khỏe mạnh. Đấy, con đấy thì nuôi chỉ một thời gian ngắn là nó hót. Còn như con chim ăn vào cám ép ấy thì hai cắn nó sẽ hơi sệ xuống một tí. Thì mọi người mua cái con chim đấy về thì kiểu chim nó bị suy mà rất là lâu hót, cũng như là con chim nó yếu. Cái biểu hiện của nó là chiều thì nó sẽ ngủ sớm và sáng ra thì lông nó sẽ rất là xù nhiều mọi người. Đấy, cho nên là cho những ai chưa biết thì mình muốn giải thích là như thế. Chứ chim ấy thì đầy chỗ bán, nói thẳng ra là như vậy. Đấy, nhưng mà ai mua của mình rồi thì biết thôi, uy tín chất lượng. Chim mà mình bán chết là mình đền tiền hoặc là gửi con khác nữa. Chế độ bảo hành rất là tốt, cho nên mọi người mua là khỏi lo. Rồi nhá, đấy, đôi lời nói với mọi người như thế thôi. Bây giờ mình sẽ vào giới thiệu từng con chim non trước đi nha. Đấy, rồi đầu tiên là hút mật 5 màu non mọi người. Hút mật 5 màu non này ấy là nó chưa bể giọng luôn nha. Nó còn kêu chiếp chiếp luôn ấy. Những con này thì nó đập được tầm 2 tháng tuổi thôi, 2 đến 3 tháng. Đấy, thì những con này ấy là chưa biết chống mái. Đấy, nó thẳng ra là như thế. Chưa biết chống mái thì mình bán với giá là 100 ngàn một con nha mọi người. Chim này ấy thì nó đã tất cả ăn cám hạt nha mọi người. Tất cả những con chim mình bán đều đã ăn cám hạt. Đấy, thì ở đây đây là chim 5 màu này. Đấy, nuôi những con này thì nó rất là dạn mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy nó ăn hạt không? Đấy, mình ngồi sát bên nó ăn hạt đấy. Đó. Nuôi những con này cực kỳ là thích. Đấy, rất là dạn luôn. Đấy, cứ 100 ngàn một con nha. Ăn cám hạt 5 màu non. Còn kêu chiếp chiếp luôn á. Đó, mọi người thấy nó ăn không? Đấy, và có người hỏi mình là cách tập cho chim 5 màu non ăn cám hạt. Thì nó y như là tập chim bổi thôi mọi người. Đấy, cho ăn cám sệt rồi cám bột trộn hạt rồi ăn cám hạt thôi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, 100 ngàn một con nha. Rồi tiếp theo là con 7 màu non. 7 màu non này ấy, nó cũng là chim còn kiểu là còn non chét luôn mọi người. Mép rất là cam luôn. Những con này ấy, nó đều đã hót rồi. Và mình cũng xin khẳng định là 90% là chim trống. Đã hót nha mọi người. Nuôi đã hót luôn rồi. Rất là dạn luôn. Mọi người thậm chí có thể khi mà nó để cho nó hơi đói một tí, có thể cầm cắm thức ăn và nó bay lên trên tay mình nó ăn luôn nha mọi người. Mấy con này nuôi cực kỳ sướng. Chim non nuôi cực kỳ sướng mọi người ạ. Tất cả những con 7 màu non đều đã hót. Đều đã hót líu. 90% là chim trống. 200 ngàn một con. Đấy, mọi người thấy cái mép nó còn cam lè, cam lét luôn đấy. Thế nào. Mép rất là cam luôn nha. Thái độ rất là tốt. Lông mượt, ôm bó sát người. Rất là dạn. Đấy, 200 ngàn một con nha mọi người. Đã hót nha. Mấy con này đã hót và đã ăn cắm hạt nha. Tất cả chim mình bán đều đã ăn cắm hạt.
Đấy, con hút mật 7 màu non đầu tiên. Rồi, bây giờ qua con hút mật 7 màu non thứ hai nè. Rồi, tiếp tục qua con 7 màu non thứ ba nè. Thứ ba, thứ tư luôn, hai con này nhốt chung một lòng mọi người. Đó. Tất cả đều đã hot nha mọi người, rất là dạng luôn. Đấy, tất cả đều đã hot đấy. Đấy, cứ 200 ngàn một con nha mọi người, 90% trống hết nha. 90% luôn á. Đấy, thái độ cực kỳ tốt. Hot líu luôn, ăn cắm hạt. Rồi tiếp theo thì mình có một con ốc mít non mọi người. Ốc mít non mép còn cam lẹt luôn đấy nhá. Con này ăn cắm hạt luôn rồi. Chưa biết chống mái thì con này mình bán 150. Đó, ốc mít non nha. Ốc mít thì nó không dạng bằng hút mật đâu mọi người. Rồi tiếp theo mình có con 5 màu non, cũng chỗ được 1-2 chấm à. Con này thì bán 200 ngàn nha mọi người, ăn cắm hạt nha, bao chết. Đấy, cứ gửi về tới nơi mà chết hay là không ăn cám gì mình sẽ đền lại tiền hoặc là gửi con chim khác nha mọi người. Không phải lo cái chuyện mà chết nha, mua chim của mình là bao chết. 5 màu non, chỗ được vài chấm nha, 200 ngàn nha. Rồi con 5 màu non tiếp theo, con 5 màu non này thì chỗ được còn ít hơn nữa, 1-2 chấm luôn à, tí thì ti luôn. Đấy, con này cũng 200 ngàn luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là 7 màu cắm hạt. 7 màu cắm hạt thì 300 ngàn một con nha mọi người. 7 màu đã chỗ đầy đủ màu rồi, chim bổi đó. Đấy, lông bó sát người luôn nha. Ăn ăn hạt cứng luôn. Đấy, mọi người thấy nó ăn này. Nó ăn đó. Khỏi phải lo, mua chim của mình khỏi phải lo cái vụ mà không ăn cám hay là ăn cám sệt hay là cái gì hết á. Tại vì hầu như mình không bán chim cám sệt mọi người. Tất cả chim mình bán đều ăn cám hạt hết, khỏi phải lo cái chuyện mà về nhà nó không ăn hay là nó ấy đi, bao luôn. Đấy, chim 7 màu này. Đấy, 7 màu cám hạt, cứ 300 ngàn con. Lông lá đầy đủ hết nha mọi người. Không mất sợi lông nào hết, mà không lo dính keo, dính đồ gì hết, chim bẫy lụp hết á. Đấy, đây mình còn có 5 màu bổi này, cũng 200 ngàn nha mọi người. 5 màu bổi 200 ngàn con, ăn cám hạt. Rồi tiếp theo là sắc pháo. Sắc pháo lông lá đầy đủ, ăn cám hạt, 400 ngàn một con. Đấy, cái loại sắc pháo này thì nói thẳng ra là vào cám nó khó. Và để mà ăn cám hạt mà không tật lỗi thì nó càng khó hơn. Thì con sắc pháo này nó sẽ bị những cái trường hợp như là gắp cám bỏ vô nước, hoặc là gắp nước bỏ vô cám, hoặc là uống nước nhiều, hoặc là ăn uống nó bẩn thỉu. Đấy thì nó có khá là nhiều lỗi. Thì mọi người nếu như mà lầm không biết ấy, mua những con mà ăn cắm hạt rẻ về nhưng mà nó bị những cái lỗi đấy thì nuôi không ra gì hết mọi người, nuôi rất là chán. Đấy, còn đây mấy sắc pháo này không lầm lỗi gì hết nha mọi người. Ăn uống sạch sẽ, ít rơi vãi. Đấy, cũng như là không có cái trường hợp mà ăn cám vón cục hay là gắp nước bỏ vô cám hay gắp cám bỏ vô nước. Đấy, 400 ngàn một con, lông bó sát người. Đẹp đẽ đàng hoàng. Dạng tương đối luôn. Đấy, cùng với đó là chim 7 màu thuộc nha mọi người. Chim 7 màu thuộc cầm lồng không nhảy đấy. Đấy, đây.
hót cả ngày luôn. Đó. À, cứ 700 ngàn con chim thuộc dạng về bỏ bàn hay sắp đi đâu cũng được. Đấy. Dạng người đó, hót từ sáng đến chiều, đứng lòng ngon lành. Đấy. Đó, chim thuộc nha mọi người, cứ 700 ngàn con nha. Đấy, đây mình còn con 5 màu bụng trắng cắm hạt này, con này 300 ngàn nha. Đấy, nói chung là ở nhà mình ấy, thì cái loại 5 màu, 7 màu sắc pháo thì hầu như lúc nào cũng có hết. Đấy, coi nhưng mà chim thuộc thì có khi không thôi. Chứ nhưng mà nếu mà chim cắm hạt thì lúc nào cũng có hết nha mọi người. Đấy, yên tâm, cứ mùa thì cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Rồi, ở cuối video mình sẽ đọc bình luận của một số mọi người một chút xíu nha. Đấy, mình đọc bình luận nè. Anh ơi, anh có ship về Quảng Nam được không? Ship về Quảng Nam được chứ. Ship về từ ngoài Đà Nẵng ra tới Hà Nội thì cước ship là 200 ngàn một chuyến nha mọi người. Từ Đà Nẵng trở về tới Cà Mau là 100 ngàn một chuyến. Còn đâu những cái chỗ sát mình, ví dụ như là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đắk Nông, đấy, những cái chỗ gần gần chỗ mình đó thì 50 ngàn. Còn những cái nơi như ở dưới miền Tây hay là từ Bình Thuận, Phan Thiết trở ra ngoài Đà Nẵng thì cước ship là 100 ngàn nha. Những cái như là Kon Tum, Đắk Lắk thì cũng 100 ngàn hết. Đấy thì cước xe là như thế nha mọi người. Năm màu bụng vàng cắm hạt 200 ngàn con. Trống. Còn ship thì cứ dọc quốc lộ 1A thôi mọi người. Còn ở dưới ở mé bên Tây Nguyên ấy thì gửi đi được tới Đắk Lắk nè, rồi tới Kon Tum nè, mấy cái ấy trên đấy thì mình gửi xe Tân Niên. Còn đâu những cái nhưng mà từ Bắc vào Nam ở ngoài lộ 1A thì gửi được hết nha mọi người. Chỉ chỗ mua lồng gỗ ra ngoài tiệm chim mua chứ ở đâu. Quá đơn giản. Chim hút mật Đà Lạt, mùa này mình hết chim hút mật Đà Lạt đấy nha mọi người. Mùa này chủ yếu chỉ có là 5 màu, 7 màu sắc pháo với lại thi thoảng thì có ốc mít thôi. Đấy, nói chung là bẫy được con nào thì mình bán con đấy thôi à. Đấy chứ Đà Lạt rồi thì không có nha mọi người. Ăn ở Đại Lao ạ, nhìn quen mắt quá. Đại Lao là ở đâu? Mình là ở Đồng Nai. Đồng Nai nha mọi người, Tân Phú Đồng Nai nha. Chim thì nhiều nhưng khó ăn cám quá. Cái đấy là điều tất nhiên rồi. Nuôi cái con chim hút mật này, cái khó nhất là vào cám. Nghĩa là vào cám làm sao để mà con chim nó không bị suy. Vào cám thì không thôi là đã khó rồi, mà vào cám để con chim nó không suy cả, nó còn khó hơn nữa. Thành ra cái giá trị của con chim hút mật nó nằm ở cái người vào cám. Vào cám mà con chim nó khỏe mạnh, lông bó sát người ấy, thì mình nuôi nó mới hót được. Còn như mà con chim mà nó củ rũ, nó ăn hạt nhưng mà cắn nó sệ đồ đấy, nuôi nó lâu hót lắm, nó suy luôn. Thậm chí nó không hót luôn mọi người. Thành ra cái con chim hút mật này quan trọng nhất là cái người vào cám ấy, có tay vào cám không kìa, nó mới là quan trọng. Năm màu bụng trắng với bụng vàng dòng nào hay hơn? Theo mình đánh giá thì nó tùy vào người sở thích của mỗi người thôi. Mỗi con nó đều có cái hay riêng. Ví dụ như là con bụng vàng ấy, thì cái giọng nó đăn to rõ. Còn con bụng trắng ấy, giọng nó cũng đăn to rõ nhưng mà kiểu nó lại chét nhiều hơn bát. Còn con bụng trắng ấy, thì nó bát nhiều hơn chét. Con bụng vàng nó có cái nết chơi cũng như là cái bung cắn, chém cắn, rồi xì cắn với bụng trắng thì nó đều có cái nết chơi như nhau. Nhưng mà được cái là con bụng vàng ấy nhiều chỗ có hơn. Thành ra khi mà mình nuôi con bụng vàng, mình có thể đi đánh khắp nơi, chỗ nào cũng có. Còn con bụng trắng thì nó phân bố có chỗ không. Đa số là ở miền Trung. Đấy, miền Trung nó trở vô tới Bình Thuận.
Còn như con bụng vàng mọi người đi đâu rắn cũng có hết. Đấy là cái lợi của con bụng vàng nha. Chia sẻ cắt tập cám cho năm màu non. Năm màu non cũng như là năm màu bổi cắt vào cám nó cũng chỉ có một thôi. Từ cám sệt qua cám bột trộn hạt, qua cám hạt. Đấy. Và cái những cái video vào cám thì mình đã làm đâu cả chắc cả gần chục cái video vào cám rồi. Không thể nào làm thêm cái video vào cám nữa, người coi rất là chán luôn. Và cũng không có gì để nói hơn nữa, tại vì mình làm quá nhiều nội dung vào cám rồi, cả chục cái rồi mọi người. Chục cái video vào cám rồi. Sắc pháo này, Đà Lạt này, năm màu, bảy màu rồi, mình làm video vào cám đầy đủ hết rồi. Mọi người chịu khó đánh lên trên YouTube cắt vào cám cho chim hút mật là nó sẽ ra. Không những chỉ một mình mà còn rất nhiều anh em khác làm cái video vào cám nữa. Thì mọi người cứ tham khảo. Mỗi người mỗi tí, mỗi người có cái mẹo hay riêng. Thì mọi người cứ học hỏi ở chỗ nào hay ho thì mình làm theo cái nào mình thấy hiệu nghiệm thì mình làm thôi nha. Đấy rồi, thì đấy cũng là những cái bình luận của mọi người bình luận ở trên kênh. Thì mình xin phép mình đọc một số cái bình luận của mọi người là như thế. Cũng như là nếu mà ai có thắc mắc gì thì cứ để ở dưới, rồi nếu mà ở những video sau mình sẽ đọc cũng như trả lời cho mọi người luôn nha. Đấy, mọi người cứ như kiểu vô coi chơi thôi. Ai ưng thì mua, còn không mua thì vô coi chơi, có gì đâu. Đừng có vào buông lời cay đắng làm gì. Đấy, trăm người bán, vạn người mua. Quán phở đi, mỗi chỗ người ta cũng bán phở khác nhau. Đấy, cá, mắm, muối gì mỗi nơi, mỗi giá khác nhau. Mọi người không mua thì thôi. Chứ ai có ai bắt mọi người mua đâu. Không mua thì vào coi chơi thôi. Đấy, bình thường. Không có gì hết, mọi người phải chửi hay là cái gì. Nó không mang lại một cái lợi ích gì, chỉ làm mất thời gian của nhau thôi. Đấy, bình thường. Mình thì nói chung đã làm cái YouTube này thì chẳng có ai mà không bị chửi cả. Không ai làm YouTube mà không bị chửi hết mọi người. Tất cả mọi người luôn. Thành ra thì cái đấy là một điều rất là bình thường. Nhưng mà mình chỉ thấy là làm như thế chỉ tốn thời gian của nhau thôi, chẳng có giải quyết được vấn đề gì hết. Đấy, rất là cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Mọi người cứ vào rồi coi được con nào, ưng con nào thì nhắn tin vô Zalo, gọi điện trực tiếp nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Những ngày tới thì nếu mà bẫy được con nào hay hay thì mình sẽ lại đăng lên tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.